ý nghĩa lễ Vu Lan. Phật lịch 2543 1999. Báo Giác Ngộ số 176 ngày 14 tháng 8 năm 1999. Tháng 7, mùa Vu Lan về, gợi nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh thân thương của ông bà cha mẹ. Và khi nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục rộng lớn như trời biển của cha mẹ, hàng đệ tử Phật thường bố thí, cúng dường để hồi hướng phước báo đến người thân đã quá vãng, hoặc chăm lo phụng dưỡng khi các người còn sanh tiền. Tuy nhiên, thông thường chúng ta chỉ nhớ nghĩ đến cha mẹ, ông bà trong hiện đời nhiều hơn, trong khi Đức Phật dạy chúng ta cần nhớ đến cha mẹ nhiều đời. Thật vậy, trong kinh Báo Phụ Mẫu Ân ghi rằng, một hôm trên bước đường thuyết pháp giáo hóa, Ngài nhìn thấy đống xương khô bên vệ đường, vội vàng sụp lại. A Nan ngạc nhiên vì Phật là thầy của trời người, không biết lý do gì mà Ngài phải lạy xương khô như vậy. Đức Phật cho biết, với Như Lai Huệ quán sát thì chúng ta không phải chỉ có quan hệ thân thuộc trong một đời này, vì trong kiếp luân hồi tái sanh thay đổi không biết bao nhiêu là sanh mạng, nên tất cả chúng ta đã từng thay nhau làm cha, mẹ, thầy trò, anh em, bạn bè, quyến thuộc, vân vân. Ý thức mối tương quan tương duyên mật thiết của mọi người ở trên cuộc đời này với nhau như vậy. Đức Phật nhìn thấy trong đống xương khô có cả hình bóng của cha mẹ mình từ đời quá khứ, và biết rõ họ tái sanh ở đâu, đang làm gì, đang khổ đau hay vui sướng, cũng như biết rõ phương cách báo hiếu cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời như thế nào. Từ nền tảng hiện hữu của mỗi người trong chúng ta có quan hệ chằng chịt với nhau nhiều đời theo vòng quay của luân hồi. Đức Phật mở rộng ra, dạy chúng ta muốn báo hiếu phải đền trả bốn ơn. Ngoài ơn cha mẹ còn có ơn thầy bạn, ơn xã hội và ơn tam bảo. Đền đáp được bốn ơn này là thể hiện được việc làm báo hiếu cao độ, rộng lớn, đầy đủ. Thật vậy, mối quan hệ sâu xa của chúng ta với muôn loài là điều tất yếu. Ở mức độ hạn hẹp và gần, chúng ta thấy có tình thâm, cốt nhục của gia đình trong hiện đời. Nhưng xa hơn, thấy theo tuệ giác của Phật, trong sáu đường sanh tử, từ thế giới chư thiên đến loài người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cảnh giới Atula đều có sự gắn bó hữu cơ về tinh thần với chúng ta. Chúng ta dễ nhận ra sự gắn bó vô hình này khi quan sát sinh hoạt đời thường trong hiện tại. Ngày nay, những người mà chúng ta có dịp tiếp xúc gần gũi hàng ngày, họ ghét hay thương chúng ta, giúp đỡ hay chống phá, ám hại ta, cũng đều phát xuất từ mối quan hệ tốt hay xấu, thiện hay ác từ đời quá khứ mà dẫn đến tình cảm thân thương và hợp tác với ta, hoặc ác cảm và phá hại ta trong hiện đời. Theo Phật dạy, chúng ta đều có ân oán với nhau mới sanh lại thế giới này, còn không nợ nần gì tức hết duyên thì không hiện hữu ở đây. Ý thức được lý tưởng tương quan duyên gắn bó mật thiết của chúng ta với chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, chúng ta lần bước theo dấu chân Phật, thể hiện lời dạy của Ngài trong cuộc sống để giải tỏa quan hệ xấu, tức chuyển hóa mối quan khiên giữa ta và người cho thành tốt và mở rộng mối quan hệ thân thương. Nói cách khác, chúng ta tu hành cần biết nương theo thuận duyên trong quan hệ tình thân, gia đình, bạn bè, thầy trò, pháp lữ, để phát triển tri thức, đạo đức và dìu dắt những người này cùng đi lên như ta, nghĩa là ta đã mở rộng quyến thuộc và sự gắn bó tình thân. Đối với những người chống phá, thù nghịch, chúng ta cũng nương theo nghịch duyên ấy mà rèn luyện tự thân, khắc phục nhược điểm, thăng qua đạo đức bản thân, dần dần cũng xóa bớt được ác nghiệp hay chuyển đổi mối tương quan xấu ác của người thành mối thiện cảm.
Trên bước đường xây dựng tịnh độ nhân gian, chúng ta nỗ lực làm cho tất cả mọi người an vui, lợi ích. Vì trong tứ sanh lục đạo, họ cũng từng là cha mẹ, bà con của ta trong quá khứ. Là ta đã đền trả được ơn sâu của cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời. Càng mở rộng vòng đai tình thương, nghĩa là càng tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong gia đình, trong đoàn thể, trong xã hội, là chúng ta càng đền đáp được ơn nghĩa thâm tình của cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Trong đó có cả những người chúng ta yêu quý ở nhiều kiếp quá khứ. Phát triển ân tình và biến hóa thành ân đến mức độ trọn vẹn như Đức Phật thì nhất nhân thành đạo, cửu quyền thăng. Tức đắc đạo, sử dụng được trí tuệ và đạo đức toàn mỹ để xây dựng xã hội an lành, hiểu biết, tràn đầy tình thương, giàu mạnh. Chẳng những đền đáp được công ơn của cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, mà còn đền trả được tất cả thâm ơn vô bờ bến từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Tóm lại, mùa Du Lan thể hiện lòng báo hiếu, hành biết ơn. Tăng ni Phật tử chúng ta nên cùng nhau phát huy tri thức, đạo đức, nỗ lực đóng góp trí tuệ, công sức, tài vật để xây dựng đoàn thể và xã hội phát triển, giàu mạnh, an vui, hạnh phúc.